phát hiện sinh nhật lạ trong hũ keo Beta. Hả? Hello anh em. Hôm nay em bút đang có một cái đơn đóng một con Black Blue cực kỳ chiến cho một em trai ở An Giang. Nhưng mà khi em bút lên đóng cho em trai đó thì em bút thấy một hiện tượng lạ đây. Anh bút sẽ chỉ trực tiếp cho anh em coi luôn. Anh em thấy gì không? Bà mẹ nó, cái con tiểu cường này ở đâu ra mà nó lọt trong cá vip của mình. Má ơi luôn á. Mình lên mỗi ngày luôn đó anh em. Hôm nay mình vô tình phát hiện ra. Bao nhiêu con không rớt đi rớt cho chúng cái con mà thằng em này nó chọn luôn. Bây giờ anh muốn phải kéo cái tấm kè này ra để cho tụi nó kè kiểm tra sức khỏe. Con này mà không kè là thua luôn á. Hè hè, ngon lành, vẫn còn sung, vẫn còn khỏe. Đó, nó đang kè nè anh em thấy không? Đó, con Black Blue kim tiến này cực kỳ chiến của anh Bút luôn. Black Blue Nebula. Sau khi kiểm tra sức khỏe nó vẫn còn ok thì anh Bút quyết định là anh Bút sẽ vớt nó ra khay bay lít nha anh em. Để anh Bút đóng đi cho thằng em. Sử dụng anti-stress giúp cá giảm stress khi về nhà mới. Cộng thêm đó chính là Super One, nước tăng lực cho cá. Hai cái này trộn lại thì bảo đảm cá đến tay thằng em sẽ cực kỳ sung luôn nha. Cảm ơn Khoa An Giang nha. Giờ còn con Tiểu Cường nè, anh Bút sẽ xử lý nó ngay cho anh em coi luôn.